hàng ngàn người đắm mình trong bùn đất để chạy đua vượt chướng ngại vật ở Pháp. Vào dịp cuối tuần vừa qua, hàng ngàn người tại Pháp đã cùng bất chấp lạnh giá để tham gia một cuộc chạy đua vượt chướng ngại vật phủ đầy bùn đất được diễn ra ở ngoại ô thủ đô Paris. Những người tham dự cuộc thi đã phải trầm mình trong bùn nhão, bơi qua những hồ nước đầy đá lạnh và vượt qua một mê cung trong đường chạy dài đến 13 cây số, được mô tả như là một trong những đường chạy lớn nhất trên thế giới. Theo nhà tổ chức của sự kiện là ông Robin Katatsuto cho biết, ý tưởng của cuộc thi này không phải là đánh bại các đối thủ khác, mà là để mỗi thí sinh thử thách chính mình. Những người đã cảm thấy nhàm chán với các cuộc đua thông thường đều đổ về ngoại ô thủ đô Paris để thỏa sức thể hiện con người thật của họ. Cuộc chạy đua Mud Day đầu tiên được tổ chức vào tháng 9 năm ngoái và hiện đã có 3 sự kiện tương tự được diễn ra tại Pháp. Theo các nhà tổ chức cho biết, đã có khoảng 50.000 người ghi danh tham dự tại các cuộc đua ở miền Nam, miền Tây và ngoại ô thủ đô của Paris.